Có ánh sáng rồi. Ở trong kia chúng ta cũng thấy sáng rồi. Đấy rồi bên kia cả nhà này. Bên kia cũng có ánh sáng rồi. Hôm nay chúng em lên trên bản để tặng quà cho bà con đấy. Đặc biệt là có tặng cái thay mặt cho nhà hảo tâm tặng đèn năng lượng mặt trời cho gia đình mình, có vui không ạ? Vui hả? Bình thường để mắng có đèn thì mình làm sao? Đấy, dùng cái đèn này này. Dùng cái đèn này. Hư rồi phải không? Hỏng rồi. Rồi. Đèn thì sáng hơn này, to hơn, sáng hơn này. Rồi. Thoải mái rồi đó. Như này là gia đình dùng thoải mái rồi anh hả? Rất cảm ơn rồi. Cả nhà chúng ta nhìn thấy đây là một cái đèn mà nó như thế này thì tưng bừng luôn rồi. Tính trẻ con phải chị em phạt cho gạo đó. Thường chiều nay không có chị ăn là cảm ơn tất cả rồi. Mấy bữa nay là không có gạo ăn à? Không. Thế là mình trên sẵn họ là họ cho là nấu cháo ăn rồi là còn hôm mẹ đây là khác liền, không có chị ăn. Không có chị ăn là bé là khác liền luôn á, tội nghiệp quá quý vị. Thực ra quý vị ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với là bản nùng cũ và bản nùng mới. Đúng, của xã Thường Trạch. Tuy nhiên thì một cái điều ở đây đó là quý vị chúng ta nhìn thấy là cái tuyến đường mà đi vào bản ấy là bây giờ là họ đang hà đường, đang hà cái quả núi này xuống để làm đường, cho nên là chúng ta không thể đi vào phía trong được. Đấy, đành phải chấp nhận đó là nhờ bên chỗ bộ đội cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng là thông báo và mời tất cả bà con chúng ta tập trung ra ở đây. Ra cái mẹ 54 ra chỗ đây thì bây giờ là anh ơi xem cái vị trí chỗ nào để mình tập hợp bà con cho nó sạch sẽ hả? Không, chứ tôi còn nói mấy anh là bảo là có phạt qua ngay trên xe nhưng mà xe lùi vào trong sàn á để bà con đứng cho nó sạch. Rồi. Bà con đứng ở thì ở đây là bản nùng cũ và nùng mới. Nùng cũ là có 36 hồ hả? Nùng cũ 21. Đúng. Và nùng mới là có 36 hồ. Đúng rồi. Như vậy thì tổng là thành vị trí là 57 hồ gia đình, 57 đúng không? 57 hồ. Dạ, thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ tặng đèn năng lượng mặt trời cũng như là nhu yếu phẩm tặng quà cho bà con. Nào các cháu đứng lùi ra một chút nha, rồi cháu nào cũng sẽ có cả. Nào, các cháu đứng lùi ra một tí rồi cháu nào cũng sẽ có cả. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào 57 hồ gia đình của bản nùng cũ và bản nùng mới. Hôm nay thì chúng em là những anh chị em ở trong cái đoàn thiện nguyện của em Hà Huy Khánh cùng với bạn Đinh Xuân Hầu và Nguyễn Văn Hùng, các anh chị em ở dưới xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, lên đây để thay mặt cho các nhà hảo tâm và có phần quà chia sẻ với 57 hộ gia đình của hai bản chúng ta. Phần quà thì hôm nay thông qua những cái sự tìm hiểu, cái sự kết nối của chính quyền địa phương nữa đấy, thì chúng em cũng biết được rằng là bà con ở hai bản chúng ta là cuộc sống rất là khó khăn, sống trên những cái bản làng mà cái đường đi thì nó rất là xa xôi hẻo lánh, rất là khó khăn, cuộc sống thì thiếu thốn đủ thứ. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng em thay mặt cho các nhà hảo tâm là có những cái phần quà gồm là gạo, muối, nước mắm, mì chính, dầu ăn, đấy, hạt nêm, đường, đấy, lên để tặng cho bà con. Và đặc biệt nữa là biết rằng bà con ở trên này là vùng núi xa xôi và cái điện để thắp sáng là chưa có đến tận bản, cho nên là ngày hôm nay là chúng em thay mặt cho nhà hảo tâm mang những chiếc đèn năng lượng mặt trời đến để tặng cho tất cả mọi người, 57 hộ gia đình của chúng ta. Cũng mong bà con thông cảm là vì là cái đường là bây giờ là bên chỗ là thi công là đang hà núi để làm đường để đi vào, cho nên thành ra là chúng em không thể là đi sâu vào trong bản để gặp gỡ và có thể là đến từng hộ gia đình để trò chuyện cũng như là để tìm hiểu cuộc sống của bà con được. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng em mời tất cả bà con chúng ta ra phía ngoài đường chính này để chúng ta cùng nhau trò chuyện, và sau đó thì chúng ta sẽ nhận những cái tấm lòng mà mọi người là những nhà hảo tâm gửi về để tặng cho tất cả mọi người bà con nhé. Dạ, bà con chúng ta nghe nói được nhận quà chúng ta vui không ạ? Vui thì vỗ tay thật lớn được không ạ? Dành một tràng tay thật lớn được không ạ? Rồi, ok, các em nhỏ chúng ta đã ăn kèo rồi, bây giờ các em nhỏ chúng ta có muốn uống sữa không ạ? Có muốn uống sữa không? Nhờ bạn Đinh Xuân Hầu lấy cho Khánh mấy cái thùng sữa trong xe này ra được không? Trong xe của Khánh ạ. Các cháu đứng nguyên tại chỗ. Đứng nguyên tại chỗ, chúng ta không có chạy ra nhá. Nào, đứng nguyên tại chỗ, không tiến thêm. Đứng lùi ra sau nào, nào. Đứng nguyên tại chỗ, cháu nào rồi cũng sẽ có quà hết, nghe chưa? Nào, đấy, bạn Hoàng Như Phường ra đây phát sữa cho các cháu nào.
À, mời nhờ bạn Hoàng Như Phường với bạn Đinh Xuân Hầu phát sửa kèo cho các em nhỏ đấy. Đấy. À, đầu tiên là cho một cháu một hộp, rồi sau đó thừa để tiếp tục là mỗi cháu thêm một hộp nữa là thành hai hộp nha. Mỗi cháu có lẽ được hai hộp thoải mái đó bạn Đinh Xuân Hầu ạ. Bởi vì là một thùng như này là có 48 hộp thì tưng bừng khói lửa luôn, các cháu uống no luôn nhá. Đấy, uống thoải mái luôn. Nào, các cháu nhận quà, nhận sữa xong rồi cầm trên tay. Nào nào, không chế ra sau. Nhận quà xong, nhận sữa xong rồi cầm trên tay giơ cao lên. Cầm trên tay giơ cao lên nào. Đây. Sữa đây là sữa của cô Quyên ở bên Đức ấy, tặng cho tất cả mọi các cháu nhá. Đây, mỗi cháu hai hộp sữa. Nào, chúng ta ai có sữa rồi giơ cao lên nào. Cháu đã nhận chưa? Nhận chưa? Nhận rồi. Nhận rồi, cầm sữa giơ cao lên nào. Nào cháu nào cầm sữa giơ cao lên nào, giỏi quá. Các cháu vui không? Vui hay là rất vui ạ? Rồi, rất vui, ngoan quá, giỏi quá. Em bé đấy có chưa? À, có thể nói rằng nếu mà quý vị chúng ta nhìn thấy xa xa một số nhà hảo tâm mà quý vị khán giả chúng ta nhìn thấy là có cái đường điện lưới đấy đã đi vào rồi, thế nhưng mà phía đó là tuyến ở phía bên kia, còn ở bên này thì điện chưa có vào được, cho nên là thành ra là bà con cũng chưa có điện để sử dụng. Và chính vì thế cho nên là ngày hôm nay thì Khánh thay mặt cho Khánh cùng với tất cả các bạn trong team cũng như là những người bạn của Khánh ở tại thị trấn Chóp, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đấy, thay mặt cho nhà hảo tâm giấu tên ở trong Vũng Tàu lên đây để tặng 57 chiếc đèn năng lượng mặt trời cho hai bản Nùng Cũ và Nùng Mới, và đồng thời thì thay mặt cho chị Quyên ở Đức cùng với một số nhà hảo tâm nữa có mua quà là gạo và những cái nhu yếu phẩm lên để tặng cho bà con ở dân bản ở trên này, thì mỗi một bà con sẽ nhận được một túi quà như sau. Thứ nhất là một túi gạo 10 kg đấy. Thứ hai nữa là một trong cái túi này thì sẽ có một gói hạt nêm 1 kg, một gói mì chính 0,5 kg, hai gói bột súp, một gói đường cả nhà nhé, hai chai nước mắm này thì được xưởng doanh nghiệp nước mắm Phú Khương đấy ở Kỳ Anh Hà Tĩnh tặng cho bà con đấy, và trong đó thì có thêm một chai dầu ăn nữa. Đó là quà mà bà con chúng ta sẽ được nhận trong buổi chiều ngày hôm nay. Bà con chúng ta có vui không ạ? Vui thì thêm một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Giơ tay cao vỗ tay thật lớn được không ạ? Rồi, lớn hơn nữa được không mọi người ơi? Rồi, chúc mừng bà con nha. Nhưng mà ngày hôm nay có vẻ là hình như là người trẻ em nhiều hơn người lớn à? Người lớn đi đâu cả rồi mà không đến để nhận quà? Thế làm sao mà đưa được quà vào trong bản? Bây giờ làm sao mà đưa được quà vào bản đấy? Hả? À, bây giờ thì anh Mề là cán bộ gì hả? Bên hội nông dân của xã Thường Trạch sẽ đọc danh sách từng người, từng hộ gia đình đấy. Đại diện một hộ gia đình thì chúng ta sẽ lên đây xếp hàng và chúng ta sẽ nhận quà nha. Đây, cứ mỗi một hộ gia đình thì các anh chị đúng chúng ta đã xếp quà đây rồi, chúng ta lên chúng ta nhận. Cứ một lượt như thế là 10 người nhá. Chúng ta nhận cấp tốc và không là tí nữa là trời mưa. Đấy là không có nhận quà được. Nào, chúng ta cùng nhau xếp hàng nào, đứng dồn ra sau nào. À, như vậy thì bây giờ là bà con đã tập trung được đông đủ chưa anh Mề hả? Ở đây ai là trưởng bản, giơ tay cho em làm quen. Rồi em mời anh. Ôi trưởng bản đẹp trai quá. Đấy. Trưởng bản mà giống nhiều cán bộ dưới tỉnh ấy, trông đẹp trai mà phong độ quá. Chào anh. Sao mà hôm nay thấy bà con có vẻ vắng, chủ yếu là trẻ em mà không thấy người lớn nhiều anh? Anh cầm nói. Mấy người lớn họ đi ở nhà thì có người cũng đi rủ. Có người đi rú à? Đi rú là đi rẩy đấy cả nhà. Đi rẩy hoặc đi một năm. À bà con ơi, ngoài cái phần quà mà mỗi một người được tặng một bao gạo và một cái túi nhu yếu phẩm như thế này đấy, thì quý vị bà con ở đây chúng ta mỗi một hộ gia đình sẽ được tặng thêm một bộ đèn năng lượng mặt trời hãng solar siêu xịn sò đấy. Nhờ anh Hoàng đưa cho em một cái bộ đó, em giới thiệu cho bà con đây được. Em cứ nói thì anh sẽ lắp cho. Dạ. Nhưng mà cái đèn để mô phỏng đấy cho mọi người nhìn thấy được. Dạ. Cũng giới thiệu qua tí. À bà con ơi, chúng ta sẽ được mỗi một nhà chúng ta sẽ được tặng một cái đèn năng lượng mặt trời như này, bà con chúng ta vui không ạ? Vui. Vui hay rất vui ạ? Rất vui. À rồi.
Mọi người chúng ta ơi, chúng em sẽ giới thiệu là cái đây là cái tấm pin nhá, về chúng ta sẽ lắp ở trên mái nhà nhá. Cái hướng nào mà ánh nắng càng nhiều càng tốt, nắng được cả ngày thì tốt hơn nhá. Rồi, đấy cái này là mình sẽ lắp ở trên mái nhà. Thế còn cái này thì chúng ta sẽ gắn ở trong nhà. Đấy, ở trong nhà. Và nó sẽ có cái điều khiển để bật. Buổi tối mà chúng ta, buổi ngày mà chúng ta sạc trời nắng to thì buổi, nói chung buổi tối nó sáng tưng bừng luôn, sáng xuyên đêm luôn nhá. Nhưng mà lúc mà ngủ mà không cần ánh sáng thì cũng tắt đi, không cần bật đâu. Đó. Và có cái điều khiển từ xa nữa thì anh Hoàng có thể cầm lên giới thiệu cho mọi người một tí. Ba con của mình đã biết cách sử dụng đèn năng lượng mặt trời chưa? Người biết người chưa? Đây. Ở đây là cái điều khiển. Ở đây là cái điều khiển thì ở trên đó là nó sẽ có phía bên trái là nút bật. Khi mà chúng ta bật cái nút phía trên cùng phía bên trái thì nó sẽ sáng. Anh Hoàng bật đi ạ. Chúng ta thấy sáng chưa ạ? Dạ, sáng. Rồi, khi nào không cần dùng nữa chúng ta bật nút phía bên phải là tắt. Ok, nó sẽ tắt rồi. Quay anh bật bên bên phải đi. Bên trái đi. Sáng chưa ạ? Ok, cả nhà chúng ta thấy sáng rồi. Bên phải chúng ta sẽ tắt. Ok rồi, thì bây giờ mỗi một hộ gia đình chúng ta sẽ được tặng thêm một bộ đèn năng lượng mặt trời nữa. Và họ bây giờ đây nhận xong quà là về lắp luôn nha, để tối ngày hôm nay tưng bừng liên hoan nha. Dạ. Vỗ tay nào. Vỗ tay. Dạ. Rồi bây giờ thì mời anh đọc tên, mời từng hộ gia đình lên để chúng ta tặng quà. Kính thưa bà con là chữ đoàn theo đoàn chỉ đạo vừa là đôn. Thì bằng nông cụ lễ trước cứ món quà để theo tên anh lắp vô theo thứ tự. Lắp vào đồng hộp luôn. Đây. Một đình chấp răng nông cụ. Hai y nhu. Xếp ba y giang. Bốn y âm. Năm y bâm. Sáu đinh đạt. Bảy đinh ngôn. Đây ngôn. Đứng lại đây nào. Tám đinh phâm. Chín đinh dần. Mười đinh tuần. Rồi bà con vui không ạ? Vui. Vui thì chúng ta vỗ tay được ạ. Sau đó chúng ta nhận quà. Được chưa? Được rồi. Ok nha. Rồi mời bà con chúng ta nhận quà về ạ. Cảm ơn đoàn. Dạ. Em đứng góc bên kia. Bưng cái thùng đèn nữa. Tiếp theo. Một đinh dâm. Đinh dâm đâu? Tiếp theo. Hai đinh đèn. Ba đinh tròn. Đinh tròn. Anh mẹ ơi, anh nhớ đánh dấu những người nhận quà rồi nhá. Rồi. Ba đinh tròn, bốn đinh can. Năm y phun. Đâu, đứng lùi ra sau tí. Phun. Đinh phun. Bảy đinh đồng. Tám đinh xin. Còn 5 triệu 7. Tám đinh trượt nụ. Sim này là sim là 7 nè. 11 đinh 11 đinh khăn xay này. 11 hồ là hết. 11 rồi đúng không? Rồi. Hả? 21 hồ nùng củ rồi đúng không? Rồi ok. Mời bà con nùng củ chúng ta nhận quà. Vỗ tay. Rồi. Chúc bà con về giữ năng lượng mặt trời nhá. Tiếp theo mời bà con bạn nung mời. Một đinh than. Hai đinh ngôn. Ba đinh nhôm. Bốn đinh an. Năm cao đinh huy. Sáu đinh lan. Bảy đinh thia. Tám đinh dười. Chín đinh lia. Mười đinh tiệm. Rồi đây là 10 hồ đầu tiên của bản nùng mới ạ. Nùng mới, chung đi. Dạ, mời bà con chúng ta nhận quà nhé. Rồi bà con. Bà con đứng dồn đằng sau tí nữa chụp tấm ảnh lưu niệm với đoàn cho vui nhé. Tiếp theo. Anh mẹ ơi, 10 hồ gia đình tiếp theo đủ chưa? Đủ rồi, đọc tên nữa. Đọc tên đây rồi đúng không? Dạ. Mời 10 hộ gia đình của bản nùng mới tiếp theo chúng ta nhận quà nhé. Dạ, mời bà con chúng ta nhận quà. Vâng. Tiếp theo. Cảm ơn đi. Mời bà con nhận quà nhé. Con đã. Từ từ nào về, con. Từ từ đó để chụp ảnh thôi.
Con kéo nữa. Đi sau con qua tiếp. Con kéo. Đâu? Còn áo quần nữa. Nói bà con còn áo quần nữa. Bà con cho áo quần nữa. Đứng đây còn lấy áo quần nữa. Áo quần của đoàn Tứ Thiện cho bà con phải quay lại đó. Đúng rồi, nói bà con đứng lại lấy áo quần nữa. Ở tự dưng thế này vậy, thịt áo quần vậy. Nó có vay nuôi chủ. Bỏ áo quần còn nhiều lắm. Nói đi anh. Nội tiền ở đây đúng. Rồi, tiền chơi. Rồi anh đọc tên cho mọi người để. Một Đinh Siêu, hai Đinh Pư, ba Đinh Vân, Đinh Vân, bốn Y Măng, năm Đinh Phương, sáu Đinh Trang, bảy Đinh Phổi, tám Đinh Sai. Nói gì với mọi người chúng ta này đi ạ. Đủ 10 người đây chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 người được anh. Thêm một suất nữa cho đủ 10 người đi. Một suất Đinh Cây. Đâu? Đây. Bưng luôn khỏi bận. Rồi cho đèn cho đầy đủ đây. Phương ơi đưa đây cho một bộ đèn nữa. Bên này cho em nhận luôn đúng không? Anh Mề ơi đủ 10 hộ gia đình chưa? Đúng rồi. Rồi, mời 10 hộ gia đình tiếp theo chúng ta nhận quà nhá. Bây giờ còn 6 hộ nữa đúng không? 6 hộ nữa. 2, 3, 4, 5, 6, con cho hộ được. Đúng rồi. 1 Đinh Đi, 2 Đinh Ngoan, 3 Đinh Biểu, 4 Đinh Nô, 5 Đinh Kia, 6 Đinh Hiền. Rồi mời mọi người chúng ta nhận quà nhé. Bà sáu. Kiên đình mô mà hôm. Nắp thứ đình nô này. Hộ lúc này anh đọc là đủ rồi mà. Làm sao thiếu được? 10 lần mà. 3 lần 10 với là 1 lần 6 mà. Đúng rồi. Nhưng bà con thiếu thì mặc túi thôi. Bây giờ mời bà con chúng ta nhận quà nha. Dạ. Rồi cảm ơn nha. Rồi. Mày tuần. Một cái là một. Kén là một. Mà thầu nập thì thịt của mò nằm tầng này mà kín. Bà tuần lên bơi ở tầng bà. Mà lên bơi bơi dân lại chỗ tầng này. Bà tầng. Chà này. Cái quần nướng cái view nọ. Anh ơi nói mời bà con này đang còn nhiều áo quần đây. Bà con ơi. Bà con nhận quà đầy đủ rồi vui không ạ? Vui hay là rất vui. À bây giờ thì ở đây còn có rất là nhiều áo quần. Có cả mới và có cả cũ nhưng mà còn rất là đẹp. Mà có các nhà hảo tâm gửi về để chia sẻ với mọi người. Bà con nha. Con thiếu chốt đình mô mà đều chốt đình mô chưa có mà cái kiểu họ Việt kiểu ni là họ không biết đọc đi. Hồ nào thiếu tí nữa đứng đó đây chúng em làm việc sau nhá. Bây giờ chú ý này. Bà con ơi, bây giờ áo quần thì nhiều nhưng mà chúng ta sẽ phân nhau ra chúng ta sẽ lấy nhá. Nào từ từ nào. À, em ơi, anh ơi, hãy quan đổ ra tiếp để cho bà con ở dãy này chúng ta nhận trước rồi tí nữa là cho sẽ bà con ở dãy bên này đúng không? Bà con chúng ta vào chúng ta nhận quà nhá. Ai áo quần ai đừng nào, chúng ta lấy lịch sử thôi, không lộn xộn, không cướp nhau. Thank you.
Bà con ơi, bà con vui không? Quá vui rồi anh ơi. Vui hay là rất vui à? Rất vui thì chúng ta ngoảnh lại vẫy tay chào nhau gái được không? Lúc này là có ai bảo là chưa có quà nào? Có một suất anh ơi. Suất nào chưa có đâu? Vì là bên chỗ chính quyền ấy, lúc mà anh Trinh có báo với em là chỉ có là 123 hồ thôi. Nhưng mà sau khi mà lên trên này thì nó lên đến là 124 hồ. Thêm một hồ ở chỗ bản kia là thành 124 hồ, 25 hồ. Đấy cho nên là thành ra là lúc nãy cho nên là chúng em có chuẩn bị đi là nó hơi bị thiếu một hộp, thiếu một cái phần gạo. Thì bây giờ thì chỉ thiếu phần gạo thì bên em sẽ bổ sung thêm cho chị là 4 chai nước mắm rồi thêm một chai dầu nữa. Chị nhá. Đấy và đèn năng lượng mặt trời thì vẫn có đủ cho chị. Ok. Đấy. Chị là hồ tên là gì? Ilan á? Chị có thêm mấy nước mắm đây rồi? 6 chị ơi lại đây em lấy thêm cho chị 4 chai nước mắm nữa cho đủ 10 chai nào. Anh ơi anh nhảy lên lấy cho em 4 chai nước mắm cho chị nữa. Chị ơi, đây là bây giờ là bổ sung bù thêm cho chị là 10 chai nước mắm. Đấy, 10 chai nước mắm này là thay cho gạo. Mà nước mắm này nước mắm thường hàng của Phú Cương đấy, 1 lít là 150.000 đấy. Đấy chưa? Nhá. Mà 5 chai là nó hơi bị nhiều tiền đấy. Cảm ơn em nha. Vâng vâng. Xin chào bà con nha. Bye bye nha. Xin chào bà con nha. Xin chào mọi người nha. Lúc trưa em Khánh đến đây tặng quà mọi người còn nhớ không? Bà con bản chúng ta ngày hôm nay được tặng quà rồi là đèn năng lượng mặt trời chúng ta vui không? Vui hay rất vui ạ? Tối ngày hôm nay thì Khánh quay trở lại để xem là bà con chiều ngày hôm nay chúng ta đã lắp được đèn chưa? Để xem là ánh sáng bản làng ta như thế nào rồi. Bà con chúng ta ăn tối chưa ạ? Mọi người phần lớn chúng ta đã lắp đèn chưa? Lắp hết rồi á? Dạ. Từ lắp à? Từ lắp được. Đấy. Bà con cũng ngày nói chuyện cả nhà. Đấy thì quý vị chúng ta nhìn thấy đây chính là bản Chăm Pu. Nơi mà chiều ngày hôm nay chúng ta đã có mặt ở đây để tặng quà cho bà con. Thì Khánh cũng đang ở lại bản một chút nhưng mà để lên đến đây cũng đường cũng vất vả quý vị. Anh em thì cắm một cái trài nho nhỏ ở dưới cái suối đấy để tí nữa ở dưới đó. Thì đây như cái ở trước ống kính mà bà quý vị chúng ta nhìn thấy đây là cái ngôi nhà của một cái bà cụ mà mắc một cái khối u rất là mắc hàng trăm cái khối u trong cái cơ thể ấy, trông rất là đáng thương. Nhưng mà thương nhất là cái khối u ở mắt. Ừ. Đấy, trong này có ánh sáng rồi. Đâu? Có sáng lắp được rồi bà. Chiều nay ai lắp cho đây? Chị lắp cho à? Chị lắp cho. À, hôm nay là gì là lắp cho bà đấy hả? Mọi người hôm nay nhận được đèn năng lượng mặt trời với là quà, mọi người vui không? Vui. Vui nhiều không? Vui nhiều. Vui nhiều. Dạ. Chị hình như lúc chiều trò chuyện với con phải không? Hôm nay tối rồi nhưng mà chúng con quay trở lại để xem bà con đã lắp được đèn chưa? Lắp được rồi. Dạ, thì cũng chia sẻ với nhà hảo tâm giấu tên ở Vũng Tàu cũng như là quý vị khán giả để chúng ta được biết là vì là cũng lắp buổi chiều và ngày hôm nay thì cái lượng nắng nó cũng chưa được nhiều lắm và cái thời gian thì lúc đó là cũng đâu đó khoảng tầm 3-4 giờ chiều rồi bắt đầu mới lắp được đèn. Thành ra là có thể ánh sáng nó cũng chưa được rực rỡ lắm cả nhà. Đấy thì bây giờ mời cả nhà chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với Khánh nha. Đây. Ví dụ như đây là cũng là một nhà đây, không có ai ở cả. Nhưng mà ở đâu đấy, mọi người đi đâu ấy? Có lẽ tập trung ra đấy. Mọi người tập trung ra ngoài này. Có ánh sáng rồi. Ở trong kia chúng ta cũng thấy sáng rồi. Đấy rồi bên kia cả nhà này. Bên kia cũng có ánh sáng rồi. Đấy, ta đi sang một tí đi. Khi mà Khánh với anh em dừng xe ở ngoài kia thì mọi người hiếu kỳ và tập trung ra rất là đông. Có đèn sáng luôn ạ. Đó, cũng có đèn sáng rồi cả nhà nha. Đấy thì cũng lên quay để chia sẻ với mọi người một tí. Rồi xa xa bên kia nhìn thấy không? Mấy ngôi nhà có đèn sáng thấy chưa? Có, em thấy. Thấy rồi đúng không? Đấy rồi bên này. Bên này cái nhà đang đốt lửa này. Thực ra là cũng rất là muốn đi hết được cả ba cái bản làng mà ngày hôm nay chúng ta trao quà về trao đèn năng lượng mặt trời để tặng cho bà con.
nhưng mà đường xá trên bản thì rất là khó, đặc biệt là hai cái bản là bản Nùm Nùm cũ và Nùm mới là chúng ta không có vào được vì là đường đang hà núi đấy. Xin chào cả nhà, ăn tối chưa? Cả nhà ăn tối rồi ha. Ô, mình đốt lửa để làm gì đấy chị ơi? À, đốt rác ha. Dạ. Ờ, rồi. Cho lên tham quan nhà cửa một tí được không ạ? Ôi, vợ chồng chuẩn bị ngủ chưa? À. À đây, hôm nay chào anh nhá. Em chào anh nhá. Dạ dạ dạ. Chào vợ chồng nhá. Dạ. Hôm nay chúng em lên trên bản để tặng quà cho bà con đấy. À, đấy, cho nên là đặc biệt là có tặng cái thay mặt cho nhà hảo tâm tặng đèn năng lượng mặt trời cho gia đình mình, có vui không ạ? Vui. Vui hả? Bình thường để mắm cầu đèn thì mình làm sao? Đấy, dùng cái đèn này này. À, dùng cái đèn đen đây. Dùng đèn cái đèn pin. Đây là bình hò cập bật thực hiện từ năm trước. À, cái đèn pin này là trước đấy, họ cũng cấp bình từ thiền năm trước ấy. Hàn dùng là bạ đấy. À. Dùng đấy ạ. À, dùng đèn pin đấy. Ừ, đèn pin là hàn rung rồi mẹ ứ rồi phải không? Hàn rung rồi, hồng rồi. Bây cái đèn này sáng hơn này, to hơn, sáng hơn này. Rồi. Thoải mái rồi đó. Như này là gia đình dùng thoải mái rồi anh Hải. Rất cảm ơn rồi. Đấy, cả nhà chúng ta nhìn thấy đây là một cái đèn mà nó như thế này thì tưng bừng luôn rồi. Tưng bừng. Và tính sẽ có phải đủ chị em phạt cho gạo đó. Thật, chiều nay không có chị ăn là cảm ơn tất cả rồi. Ồ, tức là chiều nay là mấy ngày hôm nay là không có chi ăn á? Không, ăn măng. Ăn măng thôi à? Ừ. Cái là nhà cửa đây. Đó là nhà mẹ. À, bên kia là nhà mẹ hả? Ừ, đây là nhà con. À. Có cái đèn hình tươi sáng hẳn mới không? Tươi sáng hẳn hả? Ok, hai vợ chồng được mấy người con rồi anh? Hai đứa đây. Hai đứa hả? Ừ. À. Một trai một gái đẹp. Ô, hai đứa sao mà sát nhau thế, nhìn bằng nhau thế? Đó, vì là anh đây một tuổi, hai tuổi, đây một tuổi, đây 11 tháng rưỡi rồi đây. À. Đây là 24 tuổi rưỡi rồi. 24 tháng rưỡi. 24 tháng mà đang bò chưa đi được à? Được đấy. À. Đây vẫn được đấy. Vẫn được đấy. Ừ. Ở trên đây còn cái là bếp lửa là sạc bên đâu nhưng mà mình phải để ý kiến cho trẻ con nguy hiểm nào, quá. Hợp hạt cho mỡ đã lên, lại rào rượt cho chào cho hắn ăn. Không có cảnh cơm gì. Cơm là bà hắn đi thuê, có tiền là mua mà chưa đi thuê ai nữa, không có ai thuê. Là cảm ơn anh em phát ít là ăn, vài bữa ăn. Bảo là... Mai là lại măng, lại rau rượt gì, nấu ăn gạo đó. Còn ít là nấu cháo nữa. À, tức là ăn. Khi nào mà gạo gần hết thì là nấu cháo ha. Mấy bữa nay là không có gạo ăn à? Không. Thế là mình xin sẵn họ là họ cho là nấu cháo ăn. Ồ. Rồi là còn hôm mẹ đây là khác liền, không có chị ăn. Không có chị ăn là bé là khác liền luôn á. Tội nghiệp quá quý vị. Thực ra là ngày hôm nay là Khánh cùng với vợ và những bạn trong ekip cùng đi lên để tặng quà đấy. Một chắc chồng mà la rằng được vợ bị mặt đây đi trời nắng mà không thấy gì hết. Vâng, khi mà đi rất là đông người như thế và cái lượng quà thì chỉ có là cũng không phải là quá nhiều, 125 phần quà thôi. Nhưng mà cái đường để mình di chuyển từ bạn này đến bạn kia đấy là cũng là khá vất vả. Cho nên anh em là tranh thủ tặng quà xong rồi di chuyển và không có thời gian để mà tâm sự, để trò chuyện, để hiểu hơn về cuộc sống của bà con ấy. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây thì thấy chắc là em gái thôi. Em gái đây vừa trò chuyện thì rất là tồi. Trong những ngày vừa qua là phải xin sắn rồi kiếm em măng. Em phạt cái này là chị nói xin mà chị ngại. Vì là người đòn là chị không dám xin. Xin gì, xin gì? Xin gạo, xin đô gì mà chị ngại lắm. À. Họ đòn. Thợ họ trong bàn nữa thắc mắc. Dạ. Họ không cho mà tư xin nữa. Tội nghiệp thế.
tội nghiệp hả? Trời nặng là cứ ở nhà. Chồng là một mình chồng. Em là mắt bị đau rồi không làm được gì? Không phải đau một từ không phải bị từ nhỏ luôn đấy. À là mắt một mắt bị mù à? Ừ. Thế còn mắt kia thì có nhìn không? Hết hai mắt mà mắt một mắt đây là thấy. Thấy mờ mờ hả? Thấy mờ mờ, một mặt đây là không thấy cái gì hết. Ồ, tồi thế. Em ơi. Dạ. Anh vừa trò chuyện với em anh thấy thương quá. Trong mấy ngày vừa qua là nghe em kể là phải kiếm măng này. Dạ. Rồi là xin sắn để về ăn, không có cơm để ăn. Dạ. Đấy, thế rồi là còn kể là lúc nãy giờ là nhà hảo tâm là cho gạo đấy. Thì mình là bữa đầu là nấu cơm thôi. Còn ít bữa nữa ít ít này thì nấu cháo. Để cho nó đỡ đói. Thiệt là hại chồng đó. Thương quá. Chồng đi rượu đi rừng. Vợ thì là bị mắt một mắt là hỏng từ nhỏ. Em nhìn trên cái điện thoại thoại này như thế. Chỗ thiệt à, nếu trời nặng là ở nhà liền không đi đâu hết. Đi được đâu hết á, trời lóa. Thầy gì họ đi coi họ phạt quạt này mà đi tôi luôn. Thương thế. Hai con nhỏ một mình chồng làm mà thực sự là cuộc sống không có đủ ăn rất là thương. Hôm nay có duyên ghé vào gia đình em để anh nhìn cái đèn năng lượng mặt trời đấy. Mà được một nhà hảo tâm giấu tên ở trong Vũng Tàu tặng cho gia đình mình đấy. Đấy, và trò chuyện thấy gia đình mình anh rất là thương. Anh thay mặt cho chị Thúy ở ngoài Hà Nội đấy. Tặng cho gia đình mình 1 triệu đồng để mai mốt mua gạo ăn nhá. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em, chị em nhá. Thế nhá. Em nhá. Thôi cố gắng lên, bây giờ cuộc sống gia đình vất vả. Vợ thì cũng không ngay được khiếm thì như thế. Mình cũng cố gắng lên nhé. Dạ. Ừ. Tội nghiệp khi chiều mua đưa gạo lên tầng mà bây giờ thế trong nhà cũng không có chỗ nào để đâu cả nhà. Vừa ngủ trên gạo luôn. Đây. Đấy được bì gạo ấy. Trong nhà không có gì ăn cả nhà. Nhìn quay. Bếp xem. Xem cái bếp đó. Đấy. Ok. Còn bên này là đèn năng lượng mặt trời của chúng ta đã tặng cho gia đình này. Sáng quá ha. Sáng không em? Sáng chứ. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tuyệt vời nhá. Thoải mái. Đấy, quay vào đây nhìn có bị chói không cameraman? Huy. Quay được đúng không? Đấy, cả nhà chúng ta nhìn thấy đấy. Cảm ơn một nhà hảo tâm giấu tên ở Vũng Tàu rất là nhiều. Nhưng mà quay chúng ta nhìn thấy không gian nó rộng mênh mông luôn ha. Đấy, sáng trưng luôn. Đó. Thế thôi nha, chào hai vợ chồng nha. Chào hai cháu luôn nhá. Ta đi hả? Rồi. Con chào bề nha. Ôi ôi à. Chỗ này nguy hiểm đấy. Rồi đi xuống. Bye bye nha. Bà con ơi. Bà con chúng ta ngày hôm nay chúng ta có vui không ạ? Dạ vui. Dạ vui à, vui nhiều không chị? Vui nhiều. Vui nhiều á? Trong nhà là con vui. Lộc ơi cho ánh sáng lại đây gần gần đi em. Chào em gái nha. Hôm nay nhà mình được tặng đèn chúng ta vui không? Vui hả? Quý vị ơi, có lẽ là với cái niềm vui mà quý vị chúng ta nhìn thấy qua ánh mắt, qua nụ cười và qua những cái ánh sáng len lỏi trong những ngôi nhà trên bản làng vùng sâu vùng xa là bản Chăm Pu của xã Thường Trạch đấy, thì có lẽ là quý vị chúng ta cảm nhận được cái niềm vui, hạnh phúc, sung sướng của bà con nơi đây như thế nào khi mà được nhận cái tấm lòng của tất cả quý vị, đặc biệt là có một nhà hảo tâm giấu tên ở Vũng Tàu đã gửi đèn năng lượng mặt trời 100 chiếc, trong đó là có 94 chiếc là để tặng cho 3 bản làng, 1 chiếc là tặng cho một cái tổ công tác ở đồn biên phòng gần bản Chăm Pu, và còn 5 chiếc còn lại là tặng cho 2 cái điểm trường ở trên xã Thường Trạch này. Một lần nữa thì Khánh xin được gửi lời chân thành đến tất cả quý vị đã tin yêu và đã đồng hành cùng với Khánh trong suốt thời gian vừa qua, và đặc biệt trong cái dịp này lại có những phần quà rất là thiết thực để chia sẻ cho bà con nơi vùng xa xôi hẻo lánh của miền Trung quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và ngày hôm nay Khánh cũng muốn là truyền tải những cái hình ảnh này để cho quý vị chúng ta biết được cái niềm vui cũng như là thấy được cái ánh sáng, thấy được cái niềm hạnh phúc của bà con khi mà có được cái ánh sáng mà quý vị chúng ta mang đến cả nhà nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị chúng ta có những nhận xét gì hãy để lại những bình luận trong video cùng với Khánh nhé. Xin chào toàn thể quý vị, bye bye. Xin chào bà con nha. Chào mọi người nha, Khánh về nha. Chào các em, các cháu nha. Bye bye nha. Vâng. Xin chào mọi người nha.